Dạ, em xin được kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì vườn lan em xin được giới thiệu đến toàn thể các bác nhà mình những chậu lan phi điệp to các bác nhé. Hôm nay phải gọi là hàng rất là VIP luôn. Đây, hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết với các bác từng đơn một nhé. Đầu tiên thì em sẽ có là hai cái lũa lan được ghép ở trên phần gỗ. Gọi là siêu to khổng lồ các bác ạ. Thì ở đây em sẽ lên cho các bác một chậu đầu tiên này. Cái chậu đầu tiên các bác nhá, siêu to khổng lồ luôn. Số ngọn thì em nghĩ nó phải mấy chục ngọn nhá. Cái này em không đếm đâu. Nó phải tầm mấy chục ngọn. Anh ấy cứ ra xoay xoay tí cho nó đẹp nhé. À, cho các bác thấy cả lượt đi anh. Cái này là ghép gỗ rồi các bác này. Cái này là hàng ghép gỗ. Đấy. Cái này là các bác mà ốp vào cũng được này. Ốp cây hả? Ừ. Cũng được luôn các bác này. Buộc vào. Buộc vào cây luôn cũng được. Thế này nó càng đỡ hại cây luôn á. Cái chính là các bác này ghép nguyên cái này mà các bác ốp vào cái cây thì nó càng đỡ hại cây. Còn không thì đây các bác nha. Giò này thì có giá là 1.200.000 đồng các bác nhá. Cái hàng này gọi là hàng VIP đấy các bác ạ. Các bác chốt cho em mã VIP 1 này. 1.200.000 đồng. Đơn giá thì em báo nó chưa bao gồm phí ship đâu các bác ạ. Giò này khá là to nhá. Bác nào lấy thì cũng phải xác định tiền ship nó phải tầm trên 100 các bác nhá. Trên hình ảnh các bác xem thì em không hình dung được là nó có to hay không. Nhưng bên ngoài thì khá là to đấy các bác ạ. Đó. Là với giá là 1.200.000 các bác nhà mình nhá. Em sẽ lên những đơn tiếp theo nhá. Ở đây thì em còn một cái đơn ghép gỗ nữa. Tất cả cái hàng này thì người ta ghép vào những cái phần gỗ cũng rất là chắc chắn. Những phần gỗ tốt nha các bác. Nên là các bác chơi nó cũng còn nhiều năm lắm. Em lên một đơn tiếp theo thì các bác chốt cho em là mã VIP 2. Mã VIP 2 này thì có giá là 1.000.000 đồng các bác nhé. Bây giờ mà nghe thấy tiền triệu là nghe thấy cũng căng căng các bác hê. Nhưng mà đây là những cái lũa lan lớn các bác ạ. Đây là gọi là vừa là hàng tác phẩm vừa là hàng những cái lũa lan lớn các bác nhé. Cái này là phần gỗ chắc chắn này, phần gỗ tốt các bác nhé. Thì cái này mình về mình các bác ốp vào cây tiếp cũng được. Rồi các bác có những cái phần có những cái bể cá hoặc là những cái trang trí nhà các bác ấy thì các bác ghép cái này thì nó quá là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì các bác treo vườn thì nó cũng là những cái chậu chấn vườn to khủng các bác nhá. Càng về những năm sau thì chắc chắn là nó càng to rồi các bác ạ. Cái này là VIP 2 các bác nhá. Với giá của nó là 1.000.000 đồng ạ. Tiếp đến em sẽ lên hàng chậu cho các bác nhé. Hàng chậu này các bác này. Nhìn kinh khủng luôn này các bác ạ. Tiếp theo. Đây là chậu số VIP 3. Số ngọn ấy thì các cái hàng này số ngọn này nó không nhiều đâu. Nhưng chủ yếu ở đây thì cái ngọn nó to, nó dài. Những cái hàng nó nhiều năm các bác ạ. Đây như chậu này thì em lên cho các bác nhà mình với giá là 500.000 đồng nha các bác nhé. Các bác chốt mã VIP 3 dùm em. 500.000 đồng ạ. Tiếp đến là mã VIP 4. Thì đây là một chậu ám cổ Văn Rang. Thật sự ra đến giờ này mà đi tìm được những cái chậu ám cổ Văn Rang to to như thế này thì nó cũng không có nhiều các bác ạ. Đây những cái chậu ám cổ Văn Rang. Nó xoay tròn các bác nhé. Hầu như bên nào cũng có thân. Thân này thì chắc chắn là nó dài. Có những thân là dài lên đến tận 1 mét rồi. Hầu như chủ yếu là từ 80 phân cho đến 1 mét các bác nhé. Ở đây thì nó chỉ có một vài ngọn, nó khoảng tầm 70 phân thôi. Cái lũa ám cổ Văn Rang thì có giá nó là 800.000 đồng nha các bác nhá. Ám cổ Văn Rang này. Tiếp theo, em sẽ lên cho các bác một cái chậu tiếp theo. Thì chậu này là được ghép ở trên, cũng là ở trên gỗ trước rồi nha các bác nhá. Sau đấy là đặt vào một cái chậu gốm to. Chậu này thì có giá là 400.000 đồng các bác nhé. Chốt cho em là mã VIP 4. VIP 1 này, 2 này, 3 này, 4. VIP này là VIP 5 nha các bác nhé. Chậu VIP 5 rồi em. 400.000 đồng các bác ạ. Tiếp đến là một đơn VIP 6. Đơn này thì các bác nhìn qua là đã thấy là khá là đẹp rồi đây. Chậu này đẹp các bác nhé.
cũng được ghép ở trên phần gỗ, sau đấy là ghép vào phần chậu. Hình như ở đây chủ yếu là được ghép vào gỗ hết rồi các bác nhá, được ghép vào gỗ xong đấy là mới ghép vào chậu, hầu như chậu nào cũng thế các bác ạ. Chậu này các bác chốt cho em là mã là VIP VIP 5 với giá là 800.000 đồng các bác nhá. VIP 5 ạ, 800.000 ạ. Em sẽ đứng như thế này để các bác được nhìn cụ thể hơn. Nó có số ngọn là cả hai bên. Tiếp đến là VIP 6 ạ. VIP 6, chậu này có giá là 550.000 đồng các bác nhé. 550.000 đồng cho chậu VIP 6 ạ. Các bác nhìn thấy một cái bụi như thế này là các bác biết là nó có rất là nhiều năm rồi đây các bác ạ. Để nó mới tạo được một cái xoan lan đẹp như thế này ạ. 550.000 đồng cho chậu VIP 6 ạ. Tiếp đến là các bác chốt cho em là chậu VIP 7. Chậu này thì không được ghép ở trên phần gỗ đâu các bác nhá. Nó là một cái bụi nhiều năm như thế này rồi đấy ạ. 350.000 đồng các bác nhá. VIP 7, 350. Tiếp đến là VIP 8 thì cái hàng này nó là hàng bông cửu long cao phong, hàng thân thủ cửu long cao phong các bác nhá. Thân của nó đây các bác này, rất là dài. Thì hai chậu này em bán là 300.000 đồng các bác nhá. Cửu long cao phong của Hòa Bình. Mỗi chậu là 150.000. Nhưng mà em sẽ không bán tách nhá. Vì bán tách thì chậu bên này sẽ kém hơn chậu bên này. Còn nếu như các bác lấy tách thì các bác phải chấp nhận chậu bên này đắt hơn một chút. 300.000 đồng cho hai chậu cửu long cao phong. Các bác chốt cửu long cao phong nhá. Tám rồi đúng không các bác? Bây giờ em lên đến đơn số 9 nhá. VIP 9 này. Đơn này thì cũng được ghép, không biết là có ở gỗ bên dưới không. Chậu này là 400.000 đồng nha các bác nhá. VIP 9 này, 400.000 đồng nha các bác. Tiếp đến là VIP 10 ạ. $550.000 đồng các bác nhé. VIP 10, 550 ạ. VIP 11 ạ. $600.000 đồng ạ. VIP 12 ạ. Chậu này cực kỳ là đẹp luôn, với cái dáng của nó rất là đẹp các bác ạ. VIP 12. 700.000 đồng nha các bác nhé. Em xem là đúng rồi, có báo nhầm số đơn cho các bác không nhỉ? 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 chứ. 13 14 đơn gì đấy. Thôi các bác cứ báo theo cái đơn số em báo đấy nhá. Em báo cho các bác nhà mình này, em sẽ báo lại đơn số đi cho nó cụ thể cho các bác nhá. Thì để các bác chốt nó được chính xác hơn. Em lên này, đơn VIP 1 này. 1.200.000 ạ. Tiếp đến là VIP 2, cũng là ở trên phần gỗ. Là 1.000.000 đồng. VIP 3. Giá như lúc nãy em vừa mới báo cho các bác nhà mình nhá. VIP 4, chậu ám cổ Văn Rang, 800.000 đồng. VIP 5, 400.000 đồng.
típ 6. VIP 7. 550. VIP 8. 350. VIP 9. 400 thì phải. VIP 9, VIP 10. 11. Đúng rồi, 12 nha các bác nhá. Dạ vâng, em rất là cảm ơn toàn thể các bác đã xem video ngày hôm nay nhá. Ở nhà em thì là địa chỉ ở tại thôn Xét, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Nếu như các bác nào ở gần khu vực nhà em mà muốn sở hữu những cái chậu lan phi điệp to khủng đẹp mà ở gần thì kính mời các bác ghé qua nhà em thì các bác lựa chọn trực tiếp cũng được. Còn không thì các bác ở xa thì em cũng đã quay chi tiết với các bác từng chậu lan một. Thì em sẽ đóng hàng và gửi cho các bác qua đường bưu điện chuyển phát nhanh đến toàn thể các bác nhà mình ạ. Các bác nhà mình hoàn toàn là yên tâm nhá. Nhà em thì bán hàng lâu rồi, chắc là các bác cũng biết rồi. Nên là các em đóng cũng rất là cẩn thận. Các bác hoàn toàn là yên tâm các bác nha. Số điện thoại đặt hàng là 0382035821 các bác ạ. Em rất là cảm ơn toàn thể các bác đã xem video ngày hôm nay. Em kính chào và hẹn gặp lại các bác vào phiên 19h30 tối hàng ngày ạ.